Ngày hôm nay thì ghe mình gần xong rồi nghe anh em. Mình kêu anh thợ này hàn thêm cái này là cái bát độn. Cái bát để bắt độn nha. Chủ trước hồi đóng người ta làm thưa quá. Từ đây lại tới đằng đằng kia khoảng nhiêu mét ta? 3 mét, 2 mét 7. Còn mình bây giờ mình làm thêm từ đây lại đây nè. Cứ cách nhau khoảng mét rưỡi là trái, mét rưỡi trái. Đi cho nó đỡ tróc sơn á. Giờ bắt đầu kéo ha. Ghe mình đang sơn mặt nó lên cho anh em xem cái nha. À, mỗi bên thêm 4 bát nữa. Nói chung là ghe sắt là đi nhờ nước sơn cho nên mấy người đi trước người ta nói cứ kỹ cái nước sơn là đi càng lâu à, hả, càng kỹ thì đi càng lâu. Nó lường mình 3 lớp rồi nha. Hồi trước á, người ta không bắt chỉ anh em, còn bây giờ là mình bắt chỉ nha. Chỉ vậy luôn. Chỉ như như chiếc cái chiếc phà bên đây nè. Ở dưới màu đỏ vậy, trên màu xanh ha. Đó, dưới bắt chỉ rồi ở trên màu xanh, rồi ở trên màu xám trắng như vậy nha, xám bạc như vậy. Lát nữa vô mui mình hạ cái khung máy xuống, hạ cái khung mà bảo vệ em bé vòng vòng cái máy á. Rồi mình hạ xuống mình làm cái nắp hầm luôn cho anh em xem. Đang sơn mặt. Chú Hậu đang sơn mặt nha. Tưa tải trời. Hiện giờ còn tưa tải nghe nè. Lường thì nước nữa xong bắt chỉ, còn bên hông này thì nước nữa xong luôn nha. Này hai nước rồi. Xám với xám L1 với L2 rồi. Còn nước màu xanh nữa là xong. Còn như mấy chỗ này là còn hai nước nữa nè. Nó như vậy mới đủ. Như vậy mới đủ ha. Sơn lại màu xanh hết luôn. Trên thì màu xám trắng như vậy. Đó, cái chú mà sơn màu xanh nó bển, nó đang sơn bển là chừng nào xong nó bển là qua sơn bên mình nha. Chú đó thì làm công nhật. Lát nữa vô hầm máy cho anh em xem nha. Anh em xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh em cái khoảng này lại đây thì khoảng để cây 1 2 3 4 khoảng 4 3 12 này 15 mét hả. Cái khoảng gì thì khoảng ở đây thấy hơi thưa hơn. Ủa hồi đó người ta phân không đều, ta nhắm nhắm ta quất hả? Cái đâu có đều đâu. Không đều phải không? Không. Ừ. Cái 3 mét, cái 3 mét mấy, 3 mét 4. Không đều, người ta phân quất, giờ mình cứ ở giữa cái mình quất. Mình vô ngay khoảng giữa vậy nè. Đó. Có giấy số luôn. Lát vô hầm máy. Nè, ở trong mua của hõm á là nó dựng đứng. Trời ơi, trời ơi. Rồi. Rồi. Có chừng bể đá rồi đó. Hõm ở trong mua với dựng đứng á anh em. Ngày nay nay mình hàng cho nó cái sạp bằng về luôn nè ha. Hổm nó dựng đứng á là nó căng chọi dữ lắm. Ô. Ghê quá à, chú. Đá tưa tải ra. Nó hàng đúng rồi, để cái cây kia vô. Nó hở 3 phân, 2 phân đi, hở 2 phân đúng rồi. Hở đặng đi mấy cọng dây đó. Đúng rồi. Nó. Hở hở xíu nữa đi cho nó đều nhau đi. Đó. Đó đúng rồi. Đó canh vậy đó. Thằng này tới đây là được dĩ rồi ha. À được dĩ. À. Đưa nơi giùm đi thôi. Bữa hôm nó làm đứng chặt quá. Thì hạ xuống cho rộng. Dạ xuống vậy là rộng kinh.
Trên này điện nùi nùi đây, không biết đi đường đâu rờ mấy cái này rồi. Bỏ mẹ nó luôn chứ giờ sao giờ. Bọn đem đất hàng hả chút. Trong trận nó dính thành cái khung. Dạ. Tiền nữa nha anh em, cái này thì nó 70 mấy nè, còn cái này thì con nó đo kỹ lại thì 76 nha anh em, còn cây lắp thì 70 nha, mà cái bạc thì bây giờ thì nó chạy lút có vô trong rồi, cho nên bây giờ mình rút ra nha, tốn tiền nữa nha. Nó vậy mình để nó, cái bạc bây giờ nó chạy lút vô trong này nè đó. Bây giờ ông chủ này nói, ông chủ trại này nói rút ra đi, ông đắp ốp đi nóc luôn rồi ông tiện vớt cho bằng luôn cái này nè. Đó, sau này mình tính chạy có tiền thì mình xa thay cây inox. Bây giờ thì khỏi thay cây inox ha. Bây giờ mình kêu ổng ốp này làm cái inox đây luôn. Đó, rồi xài bằng cái sắt luôn. Nhưng mà ốp lòng trong là inox ha. Xài nó cũng ngon luôn. Giờ khỏi xài cây inox ha. Bác Hai đập chân vịt. Bác Hai đập chân vịt truyền thống nha anh em. Có tái lại rồi. Thì như hỏi mình nói là cái chân vịt mình nặng á anh em, thì giờ tháo ra đi sửa lại, nó cong nghe sửa lại cong cánh lại luôn. Cái này của xà lan nha, mình chưa có tới lượt chân vịt mét 6. Xả nước nha anh em.